Em xin chào quý vị và các bạn. Em có mặt tại Hội Liêm Tiên Du Bắc Ninh đây các bạn. Hôm nay là ngày 12 âm lịch. Ngày mai 13 âm lịch sẽ là hội chính nha các bạn. Đây họ chặn đường vào các bạn. Hội Liêm kính chào quý khách. Đang đông du khách các bạn. Bây giờ xem sẽ mời quý vị và bạn đi tham quan một vòng Hội Liêm cho bạn nhé. Năm nào cũng thế, xe sẽ được gửi ở ngoài này, chúng ta sẽ đi vào bên trong hội bên trong nhé các bạn. Cả bên trong cũng sẽ có những cái chỗ điểm gửi nữa các bạn. Đây, công an bắt đầu đi nhắc nhở những xe đỗ bị sai đây các bạn. Đây, cảnh sát giao thông đang đi dẹp đường dần đấy các bạn này. Ở đây họ bán cây các bạn này. Chiếc cây này cây gì đấy? Lan hạt đính. Lan hạt đính. Lan hạt đính. Lan hạt đính. Cây lan hạt đính. Ở xung quanh Hội Liêm thì hôm nay tuy mới 12 thôi, nhưng các bãi đỗ xe đã chật kín ô tô rồi các bạn này. Hôm nay là buổi sáng nhé, bây giờ khoảng 10 giờ sáng ngày tháng 12 âm lịch. Tầm chiều nay là sẽ bắt đầu rất đông nha các bạn. Ngày mai chính hội thì tắc đường luôn. Đây, chiếc xe dường như đang tìm chỗ đỗ ở vào Hội Liêm này các bạn. Đây, lối này bị chặn. Em học sinh đi học.
chỗ này có một cái hồ các bạn. Không khí rất sôi động rồi. Không khí rất đông đúc quý vị và các bạn. Chợ ơi. Đây phía sau máy xay tỏi ớt Đà Lạt. Hội Lim này rất rộng nha các bạn. Không chỉ có một khu nhỏ, phải đến rất nhiều khu như này ở phía bên trong kia. Bây giờ em sẽ cùng đi vào nha các bạn. Càng đi sâu vào cái khu vực đồi Lim ấy, trung tâm của Hội Lim thì sẽ có những cái chốt nghiêm ngặt hơn, gần như không thể ra vào được các bạn, chỉ đi bộ được thôi, để tránh đảm bảo ùn tắc các bạn. Đây, du khách đã bắt đầu đi tham quan Hội Lim rồi các bạn ơi. Hội Lim là một trong những hội em đánh giá to nhất miền Bắc. Không phải to nhất, là một trong những hội to nhất. Rất rộng luôn. Đi bằng xe máy rồi đấy, em đi bằng xe máy đấy. Đây tranh thủ đang hội sớm. Đường đang vắng, với cả nhìn cái chỗ ở phía bên ngoài đang để cho mọi người vẫn còn đi về ấy. Em tranh thủ đi vào được. Còn tầm chiều hoặc là ngày mai chính hội thì những điểm này gần như là xe máy khó để đi vào rồi các bạn. Và tất nhiên ở phía trong chỗ trung tâm chính kia thì xe máy bây giờ đã không vào được luôn rồi các bạn ạ. Bên ngoài các trò chơi. Trong này một cái ngõ này. À, ngõ thông ra cái lối chúng ta vừa đi. Đây là trò chơi này. Nói chung là gì cái. Đây như mọi năm em đi ý, em sẽ đi xe máy sâu tít trong này em gửi đây. Em đi bộ đoạn kia em đi vào. Chỗ này bắt đầu đông đúc về bạn này. Đây là những phía cổng của Hội Lim. Em thấy Hội Lim có hai cổng.
vào một cổng ở phía lúc ấy chúng ta đi ở phía đoạn mặt đường ở bên ngoài ấy, một đường ở tít trong này nữa, hai lối to. Đây, chỗ gửi xe các bạn ơi. Đây, hội lim luôn đây các bạn này. Em ngửi thấy mùi cá nướng, mực nướng. Đây là một lối vào hội lim nữa các bạn này. Kia một chốt rồi nha. Vậy đây chốt chặn cứng hẳn luôn. Xe máy không đi luôn. Hội Lim kính chào quý khách các bạn. Ngay cạnh công an huyện Tiền Du luôn các bạn.
đường xá bắt đầu ách tắc dần rồi các bạn. Bên kia chợ hoa các bạn, xung quanh hai bên chỗ lạo có chỗ gửi xe để đảm bảo lượng du khách đến đây rất lớn luôn các bạn. Này các bạn,